em, chào mừng đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ có bài review về engodam giấy này do mình tự chế ra. Đấy, trước khi vào review thì đương nhiên rồi, mình sẽ chụp phải bức cho chất nữa. Chừng nãy thì các bạn cũng biết nó chi tiết ra sao đấy. Nếu bạn có gì thắc mắc thì comment bình luận bên dưới nha, sau khi kết thúc video thôi. Rồi, giờ mình vào công việc chính nè. Đầu tiên á là nó cũng vẫn làm từ giấy, nhưng giờ đặc biệt hơn, nghĩa là bạn biết gì không, nó cao hơn bình thường mấy con mà mình hay làm. Đây, để mình sơ cho các bạn thêm nè. Mình lấy con đây, một con Gundam Baratos do mình tự làm, có trong video trước á. Các bạn muốn xem thì quay lại trên kênh mình mà xem nha, hoặc mình sẽ để dưới link video để các bạn ra xem. Đấy, các bạn thấy không, nó cao hơn bình thường luôn. Con này là nó gần như cao khoảng, để lấy được thước nè. Bạn xem nè. Đấy, bạn thấy nó cao chưa? Cao khoảng hơn khoảng 6,5 6 cm đấy. 6,5 chắc 6,5 cm. Rồi, đây chiều cao kích thước nè. Cao hơn 20 cm. Con này thì này phần đầu nha bạn. Để mình để xếp xéo lên thôi, nó nhầm lẫn xong. Đấy. Con này thì 15 cm thôi. Bạn thấy không? 16-15 cm thôi. Đấy. Điểm đặc biệt của em này á là nó có bộ tên lửa nó khủng đằng sau. Bình thường mình sẽ mình không để tên lửa khủng gì đâu. Mình toàn để chỉ le que que hai cái cọng gì thôi. Nhìn ra giống thật mà. Cái này khác, cái này mình gần như làm luôn cái tên lửa đằng sau luôn này. Bạn nhìn này thấy không? Đấy, mấy cọng luôn. Gần như là dạng mình làm dạng như là giống của Freedom, Gundam Freedom á. Đó, giống vậy á. Mà cánh hơi phức. Thấy le que chút, mình dán lại là được rồi. Đấy, vậy nào. Mình làm cho nó làm như giống như dạng Gundam của Freedom. Cho phim nào biết rồi. Chút mình sơ hình đây. Mình sơ hình để coi, tại không. Đó, mình làm giống như dạng Gundam này mà nhìn cũng hơi thất bại chút. Đấy, phần chân nè, mình làm cái này đó. Bình thường là mình để này nè, để đằng trước, mà bây giờ để sau đó, biết sao cái này nè, để cứng hơn nè. Cái này thì mềm xèo đi, mình thấy nó là để chuyển động hay hơn, chuyển động là nó lên xuống rất, rất nhanh nhẹn. Còn cái này là cứng ngắc nè, bình thường để đây là cứng ngắc nhất, gần như cứng luôn, mình phải bẻ thì nó mới di chuyển được. Cái này mình để cho cứng luôn rồi. Bây giờ tham khảo chúng nghe. Rồi, là việc chính. Rồi, phần chính. Phần đầu thì chúng ta có thể lên đây được. Xuống đây cũng khá rộng. Lên đây xuống khá rộng. Một quay thì lại quay bên này, quay bên này. Xoay được này, nhìn chỗ nào đó. Giờ tấn công là gần như xoay nhìn kiểu nào cũng được ấy. Mà cũng trắng trắng này nên khó nhìn, bên này khó nhìn nè. Rồi. Rồi, tiếp theo là phần tay. Phần tay thì chúng ta chút để mình đầm đấy. Phần tay thì chúng ta có thể leo lên đây đấy, khá là cao. Xuống đây thì xuống, qua đây thì
trắng như thế này nên nó khó khó nâng chút đấy. Quay 360 độ thì quay vậy thôi, bằng giấy mà còn nhựa đó. Lên thì bạn thì bẻ kia này được, nó lên đây xuống thích ra sau đấy được, lên bên này cũng được, đây được, vô đây cũng được đấy, chuyển bắp luôn này, chuyển bắp luôn, thấy không, dán chất lắm. Rồi về phần bụng thì chúng ta sẽ xoay bên này qua bên này, phần sau thì được xấy lên lên xuống được xấy thôi, vì mình dán bằng keo đây rồi nên nó giữ chặt lại để nó không làm cho gân đam rớt xuống đó, ấy dễ. Rồi tiếp theo thì về phần chân, phần chân này chúng ta gặp đến đây là cùng. Bạn biết vì sao không? Đây cái gân đam trước thì mình làm con robot trước thì mình làm gần như bẻ qua đây luôn nè, dạng qua đến đây luôn nè, còn cái này khác mình để cục đây nè, để nào chân nó cụ xuống á, nó này nó cạn này nè, để em cho gân cho con này nó như nó thấp quá nó sụp cái chân lại, nó sụp gãy chân luôn, thấy không? Đấy mình để vậy thôi, đây gân đam nó sụp chân nó không đứng luôn. Thôi bạn như comment này cũng được, em nào thích thì nó bẻ hơn thì cắt này thôi, thật ra là mình bẻ để dạy mình chơi thôi, để dạy mình chơi đó mà. Rồi lên thì lên chừng này, mình qua bên này thì cũng khá rộng, di chuyển khá không cả. Rồi hai bên đó được chừng này đây, chốc chô nó để đây nè. Rồi về phần chân, phần chân thì chúng ta là kéo lên được đây, kéo xuống đây và đi rồi. Rồi còn phần bàn chân á thì mình gần như để hai phía này nè, mình kéo hai cái này ra xong mình kéo vào đây nó, rồi dán keo lại, đơn giản mà. Đó, xong rồi để nó giữ lại thì mình dán keo đây, xong mình đây bên ban đầu nữa nè, đây hình dạng ban đầu nè, mình kéo vào đây nè, rồi mình dán ở chỗ lại, xong đực này lên, hai này lên, kéo đây đơn giản thôi đấy. Rồi ra cái chân này, chân cắt nó là đứng như đứng lâu đó, để đây đấy, để chỉnh đây xíu này. Đấy, ở bạn thấy không? Đó. Đó. Rồi. Đây là bài review về Gundam robot cháy mình tự chế ra. Cảm ơn các bạn đã xem và hãy like, chia sẻ và các bạn có bình luận hay là muốn giải đáp thắc mắc gì thì cứ comment bình luận bên dưới nha. Xin chào tạm biệt. Ui chà, trước khi đọc video mình quên mất các bạn về tay rồi. Đây để mình bài các bạn về cách làm cái tay của Gundam rồi nha. Bữa sau các bạn muốn thì mình có thể bày các bạn tạo ra một con Gundam gần như giống như các chút mà nó cũng tương tự vậy nè. Để bữa sau mình gặp có thể ngày mai mình làm cho các bạn. Rồi đợi một chút để mình lấy con keo này. Rồi có con keo nè, các bạn cắt nè, đấy cắt đây, sau đó cắt đây, rồi đơn giản đấy, các bạn luôn á, sao cho cái tay thẳng vào, nào thẳng hết rồi á, bạn dán đường đây, rồi đây đây, bên này cũng vậy, bạn dán đường đây, rồi qua đây, đấy, đó, bạn thấy không, đơn giản mà. Rồi bây giờ mình chỉ các bạn cắt cái sao cho ra ngón tay của một con robot. Rồi các bạn nào biết thì phải nói.
Còn các bạn nào chưa biết thì mình bày cho. Đó, bây giờ các bạn á, phải lấy tay mình ra, bạn so, đấy, kiểu này là, đấy, các bạn làm vậy. Đấy rồi đó, con cái này thì phải làm ba ngón thôi, thích thì làm nghiêng ngón. Đây rồi rồi các bạn á, sau đó các bạn tìm đây nè, thấy bạn thấy chỗ này không, mày cắt đường cho mình, cắt đường đây, đó, đây là cách mình làm con tay của Linda. Các bạn thì có cách khác thì cứ chỉ comment bên dưới để mình có biết thêm, không biết thì thôi. Rồi bạn thấy không, nó ra một bàn tay của Linda, một bàn tay robot, xin mời cái nhầm Linda không? Rồi, rồi gấp lại. Bạn cứ đo lấy tay mình, lấy tay của chính mình mà đo thôi, đơn giản mà. Hoặc cái gen tay mà của Gundam được chơi các bạn có đó, bạn đo bạn làm theo thôi, đã ra rồi đấy, nó ra này. Đây là một ngón tay, bàn tay của Gundam. Còn này thì bạn gấp kiểu này chạy được, là như một cái dép tay vậy thôi. Cái này để cho cái tay này dễ hơn, nhìn như đây nhìn chỗ dép nè. Vậy thôi. Thôi. Đến đây thôi. Ignition.